Tất cả các anh chị và các bạn ha, thì hôm nay thì khỏe mỗi ngày sẽ review cho các anh chị cái sản phẩm đó là cốm trí não Nobankit. Thì dạo gần đây thì cái sản phẩm Nobankit rất là nổi tiếng trên thị trường, bởi vì đây là một cái dòng sản phẩm rất là hiệu quả trong cái việc mà cải thiện những cái vấn đề liên quan đến bộ não của trẻ em. Nó sẽ giúp cải thiện các vấn đề ví dụ như là giúp trẻ tập trung hơn, bổ sung những cái dưỡng chất giúp trí não của bé phát triển tốt hơn nhé. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người để mọi người nắm rõ về cái sản phẩm này, và mọi người hãy lưu lại cái số điện thoại đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì về sản phẩm này á thì mọi người cứ gọi trực tiếp hoặc là các cái bạn Zalo với em nha. Thì hôm nay thì em sẽ review chi tiết cho mọi người để mọi người nắm về cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm cốm trí não Nobankit này á, nó là một cái dòng sản phẩm mà nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng nha. Đó, với cái thành phần đây này mọi người, cái thành phần của nó nè, hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng. Đó, với cái thành phần rất là quan trọng đó là RIN3DHA11D nhập khẩu từ Đan Mạch nha. Nó sẽ giúp bổ sung DHA và một số vitamin hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Một cái hộp như thế này nó sẽ có 30 gói, mỗi gói nó là 3g. 30 gói nhỏ thì nó trong nó sẽ giống như thế này nè mọi người. Thì tùy theo độ tuổi thì chúng ta sẽ uống cái liều lượng nó sẽ khác nhau một chút. Thì lát phần sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Và ở phần video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt thật giả luôn. Mọi người nhớ xem hết video này nha. Đó, thì cái sản phẩm này á, đây cái thành phần của nó mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy trong 3g bột, tức là trong một cái gói như thế này là 3g này, nó có chứa này cái thành phần RIN3DHA11D 10% lên tới 100mg, 50% cao chiết xuất tương đương này, quả hạnh nhân này, quả óc chó này, yến mạch này, chiết xuất cúc tím này, thymodulin này, sữa non này, kẽm gluconat, các loại vitamin B1, B6, vitamin A, một số những cái phụ liệu khác. Thì nó sẽ giúp bổ sung DHA và một số vitamin hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Và đối tượng sử dụng chắc chắn là những bạn nào mà đang trong giai đoạn phát triển, trẻ cần tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe. Thì thường các bạn trẻ, các bạn nhỏ thì thường khoảng 5-6 tuổi hoặc là từ 2 tuổi trở lên là chúng ta sử dụng được rồi nhé. 12-13 tuổi chúng ta vẫn dùng bình thường nhé mọi người nhé. Đây, trên 10 tuổi thì vẫn dùng bình thường. Đó, thì đây nó là một cái dòng sản phẩm nó rất là phù hợp với bé nào mà đang gặp cái vấn đề ví dụ như là lười học nè, rồi học mà không có hiểu gì, không có biết cái gì, không có nhớ nè. Thứ ba nữa là các bé rất là mất tập trung và bị hiếu động, kiểu như là quậy, rất là quậy luôn á. Thì nếu ba mẹ nào mà có con mà gặp những vấn đề này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong số những nguyên nhân lớn nhất đó chính là do trí não của bé bị thiếu hụt chất dinh dưỡng. Bởi vì từ những cái thức ăn chúng ta ăn vào hàng ngày á là nó không có đủ đâu mọi người, nó không có đủ những cái thành phần dưỡng chất. Và cái thành phần DHA và DNA nó là cái thành phần mà rất là cần thiết cho cái bộ não của trẻ phát triển. Cho nên là nếu mà chúng ta chỉ cho ăn uống bình thường sơ sài và rồi xong rồi chúng ta cũng không gọi là sơ sài, nhưng mà thực sự là cái theo đúng cái chuẩn thành phần dinh dưỡng là không bao giờ đủ, nên là chúng ta phải tìm những cái sản phẩm phù hợp để chúng ta bổ sung vào. Thì cái Nobankit này sử dụng rất là hiệu quả nha mọi người nhé. Đấy,